chương trình tri ân đặc biệt dành cho quý cô chú anh chị khách hàng gần xa đây ạ. 50k một cây thôi cả nhà. Trời ơi, số lượng có hạn nha quý cô chú anh chị ơi. Đây là dòng mai giảo siêu nụ nha. Tất cả đều được ghép nè. Ôi, gốc bành không à mọi người nhìn nè. Đó, đều được xử lý rễ hết. Và loại này bông của nó sẽ là bông chùm nha quý cô chú anh chị ơi. Nụ của nó thì rất là nhiều luôn. Rồi, 50k một cây, một cái mâm như thế này, 6 cây mà bên em bán chỉ có giá 300, còn bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị. Trời ơi, loại này về chúng ta có thể lấy bo nè, chúng ta có thể trồng đất, trồng chậu rồi chơi Tết năm nay luôn quý cô chú anh chị ơi. Quá đã cho cái lô mai giảo siêu nụ. Dòng này hồi Tết năm rồi lên đên đời luôn cả nhà, bởi vì sao? Nụ của nó rất là nhiều luôn. Rồi anh chị nào thích loại này thì hãy alo cho vườn mai của Chết Chè Bông nha cả nhà. Mai của nó sẽ là 8 cho đến 12 cánh, bông của nó sẽ là bông chùm. Hãy alo cho vườn mai nhà em nhé, lô này nha mọi người ơi. 50k một cây thôi cả nhà.